cái hành trình di chuyển từ cái địa điểm biểu diễn xong tới cái địa điểm mình thưởng thức món ăn thì là bảo vệ đi theo một người là kèm hai người và cầm cái súng cực kỳ to, và fan thì vẫn đi theo. Nhưng mà em thấy wow, thiệt sự là môi trường ở đó họ như thế này, họ như thế này luôn hay sao, họ cầm cái súng vậy. Đó là một cái thú vị của từng quốc gia, văn hóa của fan của từng quốc gia. Cô bí mật Vbiz, mình là Roy Nguyễn. Nghe đồn là thời gian này Roy đang phải ở Việt Nam vì dịch bệnh. Dạ đúng rồi, vì dịch bệnh nó đang rất là ảnh hưởng tới toàn thế giới, thành ra là vì an toàn mình cũng sẽ phải về Việt Nam, và để cho các bạn khác cũng phải về Việt Nam, các bạn khác cũng phải về quốc gia của các bạn để bảo vệ bản thân. Là gần như là nhóm của em là đóng băng luôn hả? Dạ đúng rồi, là tình hình là từ khi dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc là tụi em đã phải di tản về những quốc gia của tụi em để tụi em có thể bảo vệ được bản thân của mình. Dạ. Dạ, may mắn là em về trước cái lịch cách ly của Hàn Quốc 3 ngày. Dạ, và em cũng không đến từ cái vùng tâm dịch của Hàn Quốc thời điểm đó. Thời điểm đó là vừa mới bùng dịch 500 người là em đã về Việt Nam rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà dường như là cái ở trên thị trường thế giới thì không biết, nhưng mà ở Việt Nam á, dạ, dường như là cái chuyện mà đón nhận thì nó cũng không được như mong muốn ấy. Dạ. Thì cá nhân em cảm thấy thế nào? Cá nhân em nghĩ là khi mà mình tập trung vô một cái công việc mà mình đam mê thì cái kết quả nó còn tùy thuộc lắm, nhưng mà khi mà mình đã dốc hết sức thì em nghĩ là cái kết quả cũng sẽ một phần nào đó hỗ trợ, là ý em là một cái kết quả nó sẽ làm cho mình thỏa mãn bản thân mình trước đã, và sau đó mình về Việt Nam phát triển sau. Nhưng mà với những cái dự án của nhóm nhạc Z-Boys thì Việt Nam vẫn là một cái thị trường bí mật sau này để tụi em có thể bùng phát, có thể quảng bá rộng rãi hơn ở Việt Nam. Đó là lịch trình của tương lai, còn hiện tại thì cố gắng cho những quốc gia khác trước đã và tập trung rèn luyện bản thân của tụi em nhiều hơn nữa nè. Wow, cá nhân em thì
có một lần biểu diễn ở Philippines thì khán giả của Philippines rất là nồng nhiệt chào đón tụi em. Thậm chí cái đó là lần đầu tiên mà em thấy là nhóm nhạc của tụi em 14 người thì sau đó là sẽ có 7 người bảo vệ ở đó và cầm cái súng rất là to. Cầm cái súng cực kỳ to và em rất là hoảng hốt, em cứ ủa tại sao mọi người phải cầm súng đến như vậy? Và em cũng không hỏi luôn, nhưng mà mọi tại vì cái việc mà khi mà mình tại tụi em diễn ở mô xong là tụi em sẽ đi ăn ở trong mô luôn. Thật ra là khi mà cái hành trình di chuyển từ cái địa điểm biểu diễn xong tới cái địa điểm mình thưởng thức món ăn thì là bảo vệ đi theo một người là kèm hai người và cầm cái súng cực kỳ to và fan thì vẫn đi theo. Nhưng mà em thấy wow, thiệt sự là môi trường ở đó họ như thế này, họ như thế này luôn hay sao, họ cầm cái súng vậy. Đó là một cái thú vị của từng quốc gia, văn hóa của fan của từng quốc gia. Em nghĩ là cái khoảnh khắc mà em bước qua Hàn Quốc, em thấy cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Về cái lịch trình tập luyện cho tất cả mọi thứ nó khắc nghiệt hơn rất nhiều so với em tưởng tượng. À, có thể trước đó khi mà được nghe là mình chuẩn bị qua Hàn Quốc, mình được thực tập, mình được ra mắt trong một nhóm nhạc, được rèn luyện ở Hàn Quốc, rất là thích, rất là đầy phấn khởi. Nhưng mà khi qua đó rồi thì mình mới biết được nó khắc nghiệt tới thế nào. Nhưng mà thực sự là cả nhóm của em cũng rất là tận hưởng cái sự khắc nghiệt đó, tại vì tất cả đều có chung một đam mê, đó là âm nhạc. Thành ra là mọi thứ nó đều rất là nó có những cái rào cản ở trong đó, nhưng mà mọi thứ nó đều suôn sẻ tới bây giờ. Và hiện tại trong nhóm của tụi em cũng rất là ok về cái mặt tập luyện, về cái mặt giao tiếp với nhau. Nhưng mà để cho cái việc tới với khán giả gần hơn, đó là một khoảng thời gian dài, và tụi em cũng đang working, tụi em cũng đang cố gắng để làm cái việc đó. Cái rào cản lớn nhất của em, thứ nhất em nghĩ chắc chắn đó là ngôn ngữ. Tại vì với nhóm nhạc của 7 quốc gia khác nhau thì cái ngôn ngữ tiếng Anh cũng không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của từng quốc gia. Thành ra là khi mà tụi em có những cái lần tranh cãi, tụi em không giải quyết được. Tại vì cái ngôn ngữ nó quá khó để giải quyết, và có những người họ không quá thành thạo về tiếng Anh như em cũng không quá thành thạo về tiếng Anh. Thành ra khi mà em giải quyết vấn đề không được triệt để thì nó vẫn nằm ở đó. Nhưng mà sau khoảng một thời gian thì em vẫn sẽ ngồi lại nói chuyện. Cái đó chỉ mất khoảng nửa năm đầu tiên của nhóm khi mà hoạt động lại với nhau. Nhưng mà sau này thì tụi em bây giờ chỉ cần nhìn vào ý nhau là đã hiểu là mình muốn nói gì rồi. Em thân với lại leader nhất Marvin đến từ Indonesia. Dạ. Những cái xung đột đó tụi em chỉ xảy ra khi mà tụi em bắt đầu tập luyện với nhau, là vì người này có cái style như thế này, người kia có cái style như thế kia, nhưng mà vì phải là một nhóm thì tụi em phải thống nhất về cái style đó. Nhưng mà có những người họ nghĩ cái điều đó là đúng, mình không thể nào nói được cái điều đó là sai. Giống như em nghĩ cái vấn đề đó đúng nhưng mà họ nghĩ cái đó sai thì mình cũng không thể nào trách được họ. Thì cái việc xung đột nó chỉ xảy ra trong những lúc tập thôi, là tụi em ok bây giờ không nói chuyện được với nhau, tụi em ngưng không nói chuyện nữa. Nhưng mà khi mà về tới ký túc xá thì em lại ngồi lại bình tĩnh lại nói chuyện với nhau. Tại vì khi em cảm giác khi những cái gì mà đụng tới đam mê và họ rất là chiến đấu hết mình vì cái điều đó, cái điều mà họ nghĩ là cái đó là cái đam mê của bản thân của mình, thật ra mình phải chiến đấu hết mình. Còn khi về tới nhà mình là Roy đến từ Việt Nam, Marvin đến từ Indonesia, mình sẽ phải dịu cái tôi của mình lại, bởi vì mình không đến cùng quốc gia với nhau. Thành ra là tụi em dịu cái cá nhân của mình lại và tụi em nói chuyện, và sau đó là giải quyết được hết vấn đề. Lịch trình của em cũng tương đối đơn giản, là khoảng thời gian đầu tiên qua là khoảng 15 tiếng trong một ngày. Tụi em sẽ tập luyện, chỉ có tập luyện nhảy thôi và những cái cơ bản, cực kỳ cơ bản. Ví dụ như những động tác như thế này, ngang ra, như thế này thôi. Nhưng mà tụi em phải tập cả ngày 15 tiếng như vậy để cho 7 người có cùng một cái động tác giống nhau, là nó như thế, nó khắc nghiệt như thế, là mình không được chênh lệch chỉ có một tí. Mà 7 người mình phải có những cái hành động, những cái biên độ rất là phải giống nhau. Thành ra nó chi tiết tới mức đó. Đó là cái khó nhất mà thị trường Hàn Quốc huấn luyện như tụi em, đó là sự đồng bộ của một nhóm. Em có bị đau, cũng là ràng buộc về cái chuyện tình cảm, và em bây giờ em
sẽ có những cảm xúc và chuyện yêu đương ở kia. Dạ. Và em có bị những cái rào cản về mình không thể vượt qua? Dạ chắc chắn phải có rồi, tại vì tất cả những thành viên đến 14 thành viên đến từ 7 quốc gia họ đều hướng tới cái mục đích chung, đó là thành công trong lĩnh vực của họ. Thành ra khi mà em nghĩ là với bản thân em thôi, em không thể nào nói được các bạn khác, thì với bản thân em sẽ bỏ cái cá nhân của mình qua một bên để em có thể chiến đấu cho đam mê của mình, và có thể tại vì em cũng muốn thay đổi được cuộc sống hiện tại của mình, em có thể chăm sóc được cho bố nhiều hơn, là em muốn thay đổi hoàn toàn những cuộc sống trước kia của em. Thành ra em đang hoàn toàn tập trung vào việc chiến đấu cho đam mê của mình. Dạ. Nhưng mà có bao giờ rung động với ai không? Mà phải gác lại không? À không, không bao giờ. Rung động thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà gác lại thì sẽ không bao giờ. Nhưng mà có nghĩa là như vậy là sao? Khi mà rung động thì sao? Em có tìm tới hay sao? Rung động cái đó là em nghĩ nó sẽ phải tùy thuộc vào thời điểm. Với thời điểm hiện tại của em thì những cái rung động sẽ vẫn ở đó. Những cái rung động thì vẫn sẽ ở đó, nhưng mà cái đam mê của mình vẫn phải đặt lên hàng đầu. Em dạ. Có thể chia sẻ một chút về cái cuộc sống trước đây của em. Em xuất thân từ đấy không nhớ lắm, và em là muốn là xuất thân trong gia đình như thế nào? À, gia đình của em gia đình của em cũng thuộc một gia đình bình thường thôi, cũng không có một cái truyền thống gì về nghệ thuật cả. Nhưng mà với tất cả những gì em có hiện tại là những gì em tự thân em cố gắng, ba mẹ sẽ ủng hộ, nhưng mà ủng hộ ở một mức là thôi con thích thì con cứ làm, nhưng mà cái việc mình tìm kiếm cơ hội của mình là bản thân của mình tìm kiếm cơ hội. Thành ra là và việc hồi ngày xưa quá khứ của em cũng thiếu thốn rất nhiều thứ. Thành ra sau này em muốn bản thân em phải có đầy đủ mọi thứ, ba em phải có đầy đủ mọi thứ, và ngay cả việc tương lai của những con cháu của em cũng sẽ phải có đầy đủ mọi thứ. Cho nên em đang cố gắng hết sức để thay đổi cái cuộc sống ngày xưa của mình. Dạ đúng rồi, mẹ em mất được 3 năm rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Vai diễn Trọng Phúc trong phim Idol Tỷ Phú là một vai diễn rất là háo thắng, rất là đam mê vào cái ngành âm nhạc, và cũng rất là háo thắng. Tính cách cũng rất là cũng hay gắt gỏng, cũng rất là gắt gỏng, nhưng mà sẽ có những tình tiết làm cho khán giả cảm thấy được là tại sao cái vai diễn này lại gắt gỏng như thế này, và hy vọng là mọi người sẽ đón xem Idol Tỷ Phú. Dạ tương đồng nhiều. Có thể nói em cũng có thể nói là em là một người rất là cũng tương đối nóng tính. Nhưng mà em sẽ nóng tính trong cái lĩnh vực mà em thích thôi, cái đam mê của em, tại em muốn nó rất là hoàn hảo, tại cung của em là cung sử nữ á. Thật ra em rất là cầu toàn. Em cầu toàn cho mọi thứ. Và đam mê âm nhạc là hàng đầu của cái bạn Trọng Phúc này, và với em cũng vậy, cũng là cái đam mê rất là hàng đầu. Nhưng mà có một cái điểm khác, đó là bạn Trọng Phúc là một người phải nói là si tình hả ta, cũng sẽ rất là si tình. Nhưng mà với Roy thì Roy vẫn mọi thứ vẫn đang đặt đam mê của mình lên đằng trước. Em có thể hát một câu trong cái ca khúc mới mà cuối tập vừa rồi đó. Dạ. Ok. Đó là ca khúc 2 năm 2 năm 1 3 2 năm. Và sau em sẽ nghe. 2 giờ khuya rồi anh vẫn ngồi nhớ em vu vơ vậy thôi. Bờ môi kia xa như dã quỳ, ngàn năm yêu em cũng chẳng là gì. Dạ em xin cảm ơn. Dạ ok. Bye bye khán giả của Bí Mật VBIT. Hẹn gặp lại. À trong cái đêm nhạc sắp tới là cái đêm nhạc mà... Dạ đúng rồi. Sự đặc biệt chắc chắn là một ca khúc cũng là một ca khúc trong nhạc phim Idol Tỷ Phú, và em xin sử dụng nó để đưa vào cái đêm biểu diễn của mình, và sẽ được dàn dựng thú vị hơn, phong phú hơn, và em có thể là sẽ nhảy nữa. Hy vọng là mọi người sẽ đón chờ cho đêm diễn 27. Dạ đúng rồi, 27. Khi ta sống. Ok, dạ ok, hẹn gặp lại mọi người.